Ok, phần tiếp theo mình sẽ dẫn các bạn cách setup trang ContactUs này. Thì các bạn vào cái phần online store này. Vào page nhé. Đấy, cái phần contact đây, sang đây trang contact nhé. Đấy. Trang contact nội dung bây giờ, nội dung hiện tại đang như thế này đúng không? Để làm sao mà để cho nó hiển thị ra cái form này được thì các bạn đây, các bạn sẽ tùy chỉnh ở trong cái phần này này, template này, suffix này, đấy, các bạn chọn cái dòng này nhá, page.contact này, đấy. Đây mình tạo lại nhá, tạo lại cho các bạn dễ hiểu nhá, page này, còn đấy thì bình thường cái này nó đang để cái phần này này đấy. Nó đang hiển thị ở page nhé, thì các bạn chỉnh sửa sang là page chấm contact này, rồi các bạn xếp vào đấy, ok cho cái này đấy, cái này mình vừa tạo xong rồi đấy, mình xem giao diện của nó như là click view này. Đây. Đây thì nó sẽ hiển thị ra cái form. Còn nếu mà các bạn mà để bình thường như này nhá, xếp lại. Đấy, thì nó sẽ không ra cái form nhá. Đấy, mình sẽ kích vào này. Xếp. Đấy, các bạn đấy thì ra cái form này, mình ví dụ mình gửi mail nhá. Gửi nhá. Thank you. Họ bảo check xem. Đây các bạn thấy đấy, đây cái nội dung thông tin của mình vừa mới gửi về đấy, mình tạo thay được hai cái rồi chưa, đấy là cái mình hướng dẫn các bạn cách setup cái trang contact nhé.